Xuất hiện đoạn clip giặt áo dài với chất liệu kết bằng tóc của phụ nữ 54 dân tộc Việt Nam khiến người xem dựng tóc gáy. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip giặt chiếc áo dài khiến người xem rùng mình. Nhìn thì tưởng đây là một chiếc áo dài bình thường, thế nhưng thực chất đây lại là chiếc áo dài được làm hoàn toàn từ tóc của phụ nữ 54 dân tộc Việt Nam. Người phụ nữ chia sẻ rằng để làm ra được chiếc áo này cần rất nhiều sự công phu và tỉ mỉ. Tóc được tết thành chiếc áo dài đen có thêu thêm hình bản đồ Việt Nam hình chữ S. Bởi vậy, nó không chỉ đại diện cho hình ảnh người phụ nữ mà còn đại diện cho tình đoàn kết dân tộc hướng về cội nguồn Tổ quốc. Được biết, người phụ nữ này đã phải mất đến 3 năm đi khắp phố phường xin tóc để có thể hoàn thành bộ áo dài này. Tuy nhiên, sau khi clip giặt áo dài bằng tóc được đăng tải trên mạng xã hội lại không hề nhận được sự tung hô hay trầm trồ khen ngợi. Thay vào đó, mọi người đều thấy ghê sợ khi nhìn chiếc áo dài này. Lo sợ những yếu tố tâm linh rùng rợn, mọi người đã thi nhau vào comment xả xui phía dưới video. Chủ clip sau đó đã đính chính đây là một tác phẩm rất ý nghĩa, xin mọi người hãy tôn trọng. Còn các bạn nghĩ sao? Hãy comment ngay cho TV Trends biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhớ ấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé!